Hôm nay là ngày thứ ba, đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình gồm 42 cán bộ, nhân viên ngành y tế có mặt tại bệnh viện dã chiến huyện Cần Giờ để hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc. Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50 km, bệnh viện dã chiến huyện Cần Giờ hiện đang điều trị cho 630 ca bệnh COVID-19. Đoàn cán bộ y tế của tỉnh Ninh Bình là đoàn đầu tiên của các tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia hỗ trợ, chi viện tại đây. Công việc hàng ngày của đoàn được phân chia làm việc theo ca, kíp cùng các y bác sĩ tại bệnh viện huyện Cần Giờ. Công việc thứ nhất là bây giờ có 10 bạn thì đi tham gia với trung tâm y tế huyện để truy vết lấy mẫu ở trong cộng đồng. Thế còn lại là 32 người thì hai kỹ thuật viên thì là vào chẩn đoán hình ảnh với xét nghiệm thì là một phần đấy. Một bác sĩ và ba điều dưỡng làm ICU thì vào chỗ ICU điều trị tích cực. Còn lại là tham gia điều trị cùng với trong này, các khoa phòng trong này thôi. Công việc trong này cũng là cái công việc của mình hàng ngày thôi, chỉ có khác cái là bệnh nhân của mình là ở đây là bệnh nhân COVID thôi. Điều kiện làm việc thì trong này thì cũng hiện tại thì nó cũng còn khó khăn, thiếu một số cái trang thiết bị ở việc phòng hộ cho cá nhân thì là đây là bệnh viện đang khắc phục, nhưng số lượng bệnh nhân rất đông. Với thành phố Hồ Chí Minh dịch tăng nhiều cho nên là đoàn cũng là chủ động là đề xuất với Sở Y tế là sẽ gửi vào cho anh em, nhưng trong này cũng nhận được cái sự thông tin của hội đồng hương ở trong này, họ sẽ cũng là quyên góp cái khẩu trang N95 với bộ phòng chống dịch cho giúp cho bệnh viện thì đỡ gánh nặng đi cho bạn ở trong này. Nhắn nhủ cho mọi người ở anh em trong này, thứ nhất là hái nhiệt tình tham gia công việc và rất là an tâm trong cái thực hiện nhiệm vụ của mình thôi. Hiện tất cả các thành viên trong đoàn đều có sức khỏe tốt, mặc dù phải xa gia đình, người thân, khi làm việc phải mặc quần áo bảo hộ kín mít dưới cái nắng nóng, trong điều kiện bệnh viện dã chiến còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, nguy cơ lây nhiễm bệnh luôn cận kề. Song đoàn cán bộ y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của tỉnh luôn quyết tâm, nỗ lực vượt khó, chung tay cùng đồng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh điều trị, chăm sóc tốt nhất cho người bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh.